Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay theo cổ bạn ITB Duy Hưng, bạn Bình Trinh Minh, bạn Hoàng Anh Vũ cùng với bạn Lộc Lưu, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Tulen ở trong mùa giải ES4 2023 này nhá. Một vị tướng pháp sư cũng rất là mạnh ở trong Liên Quân và có một cái biệt danh, đó chính là con cưng của gà rán, khi liên tục được cho ra mắt rất là nhiều bộ trang phục cực đẹp ở trong Liên Quân, và thậm chí là đâu đó lên tận 2 cái bộ trang phục 3S. Ngoài ra có một câu nói rất là quen thuộc, đó chính là tướng nào đánh Tulen thì gà rán sẽ giảm sức mạnh tướng đó. Đó là nói vui thế thôi, chứ còn dạo gần đây thì mình thấy là cách đây vài phiên bản thì Tulen chúng ta cũng đã bị chính thức giảm sức mạnh, giúp vị tướng này trở nên hài hòa hơn và cũng tránh cái tình trạng là mất cân bằng ở trong game. Đó, ngày trước thì chúng ta chỉ cần đúng một cái tia điện thôi, chính xác là một tia điện, kết hợp thêm một cái chiêu cuối lôi điểu nữa là có thể ăn được một mẹ. Ở đây thì cũng trả lời luôn cho cái câu hỏi của bạn Bình Trinh Minh, đó chính là hiện tại thì chúng ta sẽ chơi Tulen theo phương pháp là cấu rỉa nha. Chứ còn về sốc sát thương thì theo cá nhân mình nó sẽ không được quá là mạnh như ngày xưa. Đó, và cũng thêm một câu hỏi nữa của bạn Duy Hưng, đó chính là làm sao để có thể kiểm soát được trận đấu với một cái vị tướng mid, và cụ thể hơn trong trận đấu ngày hôm nay của mình, đó chính là vị tướng Tulen. Đó, để có thể kiểm soát được trận đấu thì cái đầu tiên mà anh em cần đáp ứng cho mình, thứ nhất là chúng ta phải kiểm soát được những cái bùa lợi. Thí dụ như trong trận đấu này thì chúng ta sẽ có cái bùa lợi là cái con cua trinh thám ở đây, thì mình cũng sẽ cố tranh chấp bằng được nha. Mỗi lần ăn thì chúng ta sẽ có 54 vàng, và mỗi lần 54 vàng như thế này 4 lần là chúng ta sẽ có 200 vàng, tương đương với một mạng. Ở đây thì Nakroth cũng đang muốn tấn công vào Liniana và chúng ta sẽ có cái mạng hỗ trợ đầu tiên. Và liệu rằng chạy được không nhỉ? Mình nghĩ là chạy được thôi, với khả năng cơ động của vị tướng Nakroth thì thoát khỏi cái pha vừa rồi nó cũng sẽ là đơn giản. Đó, và có Ngộ Không, và Ngộ Không đang dồn sát thương chúng ta, nhưng may mắn là cái lượng sát thương vừa rồi nó là không đủ và sẽ biến về để có thể hồi phục lại cái lượng máu mà chúng ta đã mất. Với việc kiểm soát về mặt lượng vàng, ngoài cái việc ăn cái con cua ở đường mid thì chúng ta cũng cần một cái yếu tố nữa, đó chính là lính mid. Lính mid ở đây thì mình chắc chắn với anh em rằng anh em nào mà hay chơi những cái vị tướng pháp sư nó mạnh về khả năng combat thì chúng ta rất là hay bỏ lỡ những cái tên lính mid. Thành ra là chỉ cần bỏ 1 đến 2 tên thôi là tướng địch có thể xanh và mạnh hơn chúng ta rất là nhiều. Chỉ cần đạt được hai cái yếu tố này thì anh em có thể xanh rất là nhanh và đánh song phẳng với mid của team bạn. Đó là vài cái yếu tố là xanh cho cá nhân chúng ta thôi nhé. Còn bây giờ đến một cái yếu tố nữa là để chúng ta xanh nhanh hơn và có thể chơi được ao trình so với rừng của team bạn. Rồi bây giờ thì chắc là ăn vị tướng Lily này thôi, rất là dễ dàng với những cái pha hỗ trợ đến từ team của chúng ta. Tiếp theo, để có thể đánh được vào phần rừng của team bạn thì ở đây chúng ta sẽ có hai cái điều kiện. Thứ nhất là anh em phải liều, và thứ hai là chúng ta phải quyết đoán. Và mình cũng đã thấy cái con khỉ lá xuất hiện rồi, và tranh thủ xong cái turn mid này thì mình cũng sẽ vào phần rừng của vị tướng Ngộ Không và tranh chấp đi con quái nhỏ. Anh em lưu ý ở đây là chúng ta chỉ ăn quái nhỏ thôi nhá, không ăn bùa đỏ hoặc là bùa xanh. Tại vì bùa đỏ và bùa xanh nó rất là trâu, và anh em cũng luôn luôn nhớ là người chơi đi rừng của team bạn có chừng trị và chúng ta thì không. Những cái con quái nhỏ sẽ luôn luôn là mục tiêu hàng đầu mà mình nhắm tới. Ngộ Không trong trận đấu này thì thực sự là sẽ rất là thọt nha. Rồi bây giờ mình sẽ tranh chấp với Lily. Lily ăn cũng được, mình ăn cũng được. Nói chung là không để cho rừng của team bạn ăn. Tại vì rừng của team bạn ăn thì rừng của team bạn sẽ xanh rất là nhanh. Trận này thì Nakroth của team mình không cần cướp, nhưng mà Ngộ Không cũng phải đặt ra câu hỏi là rõ ràng là farm đều như vậy mà chả thấy xanh lên bao nhiêu. Đó là cái cách mà chúng ta chơi để có thể hành vào phần rừng của team bạn. Mình thì cũng đã bắt đầu thấy sai của vị tướng Ngộ Không ra mid. Gần như là Ngộ Không trận này sẽ phải ra mid rất là nhiều. Tại vì mất quái rừng thì cái việc ra mid farm cùng với mid, chính xác là farm cùng với Liniana, nó sẽ trở lên rất là phổ biến. Từ cái thông tin mà mình nhận được, đó chính là Ngộ Không mất quái rừng thì sẽ phải ra mid, thì chúng ta sẽ thiết lập những cái pha đánh chặn ở đây. Có nghĩa là núp quanh những cái bụi cỏ gần mid để đánh chặn vào những cái pha mà Ngộ Không ra mid. Nếu mà nói là chúng ta đánh chặn và ăn luôn Ngộ Không thì mình nghĩ chắc chắn là không thể. Trừ khi anh em chơi vị tướng Natalia, một cái vị tướng khả năng sốc sát thương mạnh thì may ra. Chứ còn chúng ta thì sẽ mang cái thiên hướng là cấu rỉa. Làm sao để cái lượng máu người chơi đi rừng bên team đối thủ sẽ luôn luôn ít và không dám tranh chấp những cái pha ăn dòng người Lan Xê ra. Và Nakroth của team mình thì cũng đang dình Ngộ Không rồi, Ngộ Không vào bùa xanh và không biết là Ngộ Không có bay màu ấy không. Nhưng mình mong rằng cái pha cướp vừa rồi là thành công từ vị tướng Nakroth. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ ra ganh vào đường rồng. Tại vì đường rồng thì mid team bạn cũng đã lên rồi. Pha này chính xác nếu anh em đi ganh ấy thì chúng ta sẽ phải đi theo rừng để hỗ trợ rừng. Nhưng mà bây giờ mid team bạn lên rồi thì chúng ta cũng sẽ phải lên theo để tránh cái tình trạng là 3-2. Gần như là những cái pha giao tranh ở giai đoạn đầu trận chỉ cần tranh một người thôi là cái tỷ lệ thắng nó sẽ trở lên rất là chênh lệch. Hiện tại ở đường rồng với cái việc mất in và nít, team bạn gần như là mất đi một cái tuyến phòng thủ vững chắc và chúng ta sẽ đứng ở ngoài cấu rỉa siêu một lôi quang vào. Khi nào cảm thấy team bạn ít máu, chúng ta sẽ lao vào và vét nốt những cái bạn còn lại với lôi điểu, và không vét được nhưng mà cũng phần nào đó là câu đi được cái quả cầu băng xương của vị tướng Liniana. Quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta trong clip ngày hôm nay, đó chính là cách chơi lên đồ và lối chơi của vị tướng Tulen. Đó, cách combo làm sao cho hợp lý. Thì trước tiên đến với những cái mục đấy thì chúng ta sẽ lướt qua một tí về bộ kỹ năng nha anh em, để cho anh em nào mà chưa từng chơi qua về vị tướng Tulen
hoặc là chúng ta đang tập chơi hoặc là đang đối đầu với vị tướng này, anh em thể hiểu rõ hơn về cái bộ thông tin chi tiết và các thông số kỹ năng của vị tướng Tulen. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với nội tại lôi quang của vị tướng Tulen. Với nội tại lôi quang thì anh em chỉ cần hiểu đơn giản là mỗi lần chúng ta dùng chiêu thức thì vị tướng Tulen sẽ tích một ấn nội tại. Với chiêu 1 tối đa sẽ là 3 ấn, chiêu 2 sẽ là 2 ấn và chiêu cuối sẽ là 1 ấn. Đặc biệt hơn, nếu anh em sử dụng chiêu cuối này lát hit được tướng địch, chúng ta sẽ được kích ngay nội tại lôi điện. Nội tại lôi điện sẽ là thành quả sau khi chúng ta tích được 5 dấu ấn của vị tướng Tulen. Tulen sẽ tạo ra 5 tia sét gây sát thương xung quanh, nếu mà kẻ địch nào mà dính phải từ 2 lần trở lên sẽ bị giảm sát thương. Có nghĩa là cái phát thứ 2 của Tulen sẽ không đau bằng phát thứ nhất. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là cũng không đáng kể lắm đâu anh em. Đó, chúng ta sẽ chia đều ra cho tất cả những cái mục tiêu ở trong giao tranh tổng thì sát thương của vị tướng Tulen sẽ được gây ra là tối đa. Để có thể kích được cái nội tại lôi điện này dễ nhất thì theo cá nhân mình là trước khi vào giao tranh anh em cũng có thể lấy trước khoảng 3 đến 4 điểm nội tại. Ít nhất là 3 và ưu việt nhất nó sẽ là 4. Anh em tích bằng cách là chúng ta sử dụng chiêu thức vào quái rừng hoặc là vào tướng địch cũng được, nhưng mà vào tướng địch thì kể ra là hơi nguy hiểm. Cứ quái rừng và quái ven đường nó sẽ là tốt nhất. Đó, cứ tầm 3 nội tại như thế này thôi. Và sau khi chúng ta thấy tướng địch thì chúng ta sẽ dùng những cái chiêu còn lại để có thể kích lên được cái nội tại lôi điện của vị tướng Tulen. Bùa xanh cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi và Amelie đang muốn rình dập và hình như là chúng ta vừa phá hỏng một cái pha đột kích của vị tướng Amelie. Treo nát cảnh giác và rút đôi ra rất là sâu rồi và Ngộ Không vẫn đang muốn tranh ghép phần bùa xanh này và bùa xanh sẽ thuộc về team của chúng ta. Nhưng bây giờ có chạy được hay không dành cho Amelie thì cũng đang là một cái bài toán rất là khó khi có cái sự truy đuổi của vị tướng Liliana. Và mình còn lôi điểu và chúng ta sẽ có người mạng nữa ở tầm phút thứ 6. Trận này kể ra là chúng ta ăn hơi ít mạng nhưng bù lại là cái lượng vàng của mình từ giai đoạn đầu trận đến tận bây giờ thì vẫn đang được duy trì ở ngưỡng khá là cao. Tiếp tục đến với chiêu 1 lôi quang của vị tướng Tulen. Với chiêu thức này thì nó cũng rất là giống với cái chiêu cuối bão đạn của vị tướng Van Hên. Anh em đứng càng gần thì sát thương càng lớn và chúng ta đứng gần thì cũng sẽ tích được tối đa là 3 nội tại dành cho vị tướng Tulen. Tiếp đến chiêu 2 của vị tướng Tulen có tên là lôi động. Với chiêu thức này thì là một cái chiêu thức rất là cơ động nha, chúng ta có thể tích được khoảng 3 lần. Và mình nghĩ là trong giao tranh tổng thì ít nhất là chúng ta nên giữ một lần. Tại vì một lần chiêu 2 nó cũng tương đương với một lần tốc biến. Ngoài ra nếu mà chúng ta sử dụng chiêu 2 tấn công vào tướng địch thì cũng có hiệu quả làm chậm rất là tốt, khiến cho đối phương bị làm chậm và sau đó chúng ta có thể dồn combo được tốt hơn. Ở đây thì mình vẫn đang muốn dình vào vị tướng Violet nhưng mà Violet trận này có lẽ rất là tỉnh nha. Không đi vào trong bụi mà để Infinite check trước. Rất là hay. Gần như là những cái pha nào, chính xác là pha đấy mà xạ thủ nào hớ hênh là đi vào trong bụi chắc chắn là sẽ ăn hành với vị tướng Tulen. Rồi không sao, không bắt được Violet thì chúng ta lại tiếp tục đẩy lính cao để có thể gia tăng cái thế ép dành cho team của chúng ta. Cuối cùng là đến với chiêu cuối của vị tướng Tulen có tên là lôi điểu. Với chiêu thức này thì cũng là một cái chiêu thức thương hiệu của vị tướng Tulen. Ngày trước thì có hay có kiểu là one hit, chúng ta dùng đúng một chiêu cuối là ăn được một mạng. Nhưng bây giờ thì mình nghĩ là khó đấy. Chúng ta sẽ ưu tiên dùng trong cái trường hợp là chúng ta lát hit tướng địch. Có nghĩa là tướng địch đâu đó còn khoảng 30% máu, anh em dùng cái lôi điểu mình nghĩ sẽ là hợp lý nhất. Thứ nhất là sau khi anh em hạ được tướng địch bằng cái chiêu cuối thì chiêu cuối chúng ta sẽ được giảm 80% giảm hồi chiêu, hồi rất là nhanh và có thể tái kích hoạt ngay sau đó. Ở đây có ví dụ luôn dành cho anh em khi Infinite còn khá là ít máu và chúng ta sẽ dùng một cái lần lôi điểu nhưng vẫn không thể hạ được vị tướng Infinite, một cái sức chống chịu rất là bền bỉ đến từ vị tướng người cây. Rất là khỏe nha và mình cũng chưa thể làm gì được vị tướng Infinite. Nếu mà tính ra vị tướng đấy là đỡ đòn anh em, thế nên là chúng ta dùng ở khoảng 30% vẫn là chưa đủ, kể ra tầm 20% là đẹp. Tổng quan qua từ cái bộ chiêu thức như vậy của vị tướng Tulen, ở đây chúng ta sẽ rút ra một cái lối combo cơ bản nhất dành cho vị tướng này, đó chính là chúng ta lấy trước nội tại. Như nãy thì mình đã lấy được khoảng 4 nội tại của con cua ở ven sông rồi và mình sẽ lao vào áp sát với vị tướng Infinite. Bắn thêm một lần chiêu 1 thôi là chúng ta có ngay nội tại để cứu rỉa. Còn bây giờ khi không có nội tại chúng ta lại tích tiếp vào quái rừng nha. Đó, ít nhất là duy trì 4 nội tại để thấy tướng địch phát là chúng ta bật chiêu 1 kích hoạt nội tại và gây sát thương luôn. Thì theo cá nhân mình sẽ là ổn nhất và chúng ta sẽ ưu tiên những cái pha cấu rỉa như thế này. Treo nát thì còn khá là ít máu rồi và mình cũng sẽ sử dụng luôn cái chiêu cuối pha một lần nữa vẫn là chạy được đến từ team bạn. Trận này thì team bạn đánh rất là son nha. Gần như là những cái pha chầm máu toàn là chạy được thôi và chúng ta vẫn chưa thể làm gì được team bạn. Còn ở trong những cái pha giao tranh nó đông người như thế này thì mình nghĩ là chúng ta vẫn đứng ngoài chúng ta rỉa thôi. Tại vì chất tướng Tulen thực sự nếu mà anh em nào xanh và khỏe thì chúng ta nên áp sát. Còn với những trận đấu nào mà team bạn dồi dào về nguồn sát thương thì mình nghĩ là chúng ta không nên áp sát đâu. Cứ ưu tiên cấu rỉa trước. Khi nào ít máu thì nữa chúng ta đã bàn là bật cái chiêu cuối lên để có thể ăn mạng thì nó sẽ là dễ nhất. Nó còn hạn chế những pha áp sát bằng chiêu 2. Thật ra áp sát thì cũng khỏe thật nhưng mà nó cũng sẽ đi đôi với cái độ nguy hiểm. Cuối cùng là về lối trang bị dành cho vị tướng Tulen thì mình cũng sẽ để dưới màn hình nha. Với lối trang bị hôm nay thì chúng ta sẽ ưu tiên là công thủ toàn diện, có giày kiên cường để kháng hiệu ứng, có mặt nạ Berit để gia tăng khả năng cấu rỉa, đặc biệt là gặp những trận nào mà gặp những cái chất tướng nó như kiểu Infinite chẳng hạn, Skotara hay là những cái chất tướng nó mang cái thiên hướng là chống chịu khỏe, lên mặt nạ Berit sẽ là một phương án rất là hiệu quả. Còn đến slot thứ 3 thì chúng ta sẽ ưu tiên là sách truy hồn.
một slot không thể thiếu cho các vị tướng pháp sư. Tại vì thường thường nếu mà anh em không lên sách Chiron thì khả năng hồi phục của team bạn nó sẽ rất là khỏe. Kể cả trận đấu nào mà team bạn không có những cái vị tướng nó mang cái thiên hướng hồi máu thì chúng ta vẫn phải lên. Tại vì thí dụ nhá, ngay trong trận này thì team bạn có Inbenit thì đã đành, nhưng mà có cả vị tướng Xeonet và vị tướng Violet thì trong giai đoạn cuối trận chúng ta không thể dám chắc là hai vị tướng này không lên cung tà ma. Thế nên nếu cái việc lên cung tà ma hoàn thành mà chúng ta không có sách truy hồn thì team bạn có thể hồi máu và có thể outplay rất là mạnh ở trong giao tranh tổng. Thế nên là chúng ta vẫn ưu tiên lên thôi, tại vì slot này nó cũng rất là rẻ, cung cấp cho Tulen một lượng sát thương lớn và ngoài ra kèm theo một cái lượng máu nhất định để vị tướng Tulen có thể trâu hơn. Sau slot sách truy hồn mình sẽ đến với vương mẹ Heket, sau vương mẹ Heket mình sẽ đến với trượng hỗn ma, sau trượng hỗn ma thì sẽ là quả cầu băng xương để gia tăng cái tính an toàn cho vị tướng Tulen. Và ở trong phù hiệu thì anh em có thể sử dụng ma chú cũng được mà thần quang cũng được, nhưng mà theo cá nhân mình thần quang sẽ là hiệu quả hơn về cái tính tác chiến và cái tính cấu rỉa của vị tướng Tulen. Một thế xe ra rất là lớn đã được mở ở đường mid rồi và team chúng ta sẽ muốn ép vào đường mid này và thậm chí là ép trước luôn, khi ở đây thì xe ra vẫn chưa vào, Inbenit đã bật cho mình hạt giống sinh mệnh để có thể trấn thủ được cái trụ và vẫn là trấn thủ thành công. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ phải đợi một tí nha. Nó đường trên thì Amelie cũng đã tiên phong vào đầy và khiến cho Ngộ Không suýt lên bản điểm số, và mình cũng sẽ tranh thủ vào vét thôi. Nó cứ lao vào thế mạng nào ít chúng ta bật cái chiêu cuối và rỉa bằng được. Nó và tiếp tục là đứng ngoài cấu rỉa. Cái lối chơi của Tulen thì nó rất là dễ, nó quan trọng là chúng ta phải biết lúc nào vào lúc nào ra hợp lý. Rồi và clip của mình về vị tướng Tulen ở trong mùa giải S4 2023 thế đây là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu nghe nào thì hãy cho mọi người để lại một like đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình tiếp tục ra cho khác hơn nha. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.